này nữa đâu. Gầy mà nguy hiểm á, anh thấy gầy mà gầy nhưng khỏe là ok mà. Gầy nhưng khỏe là ok mà. Dạ. Mà gầy nhưng khỏe là ok mà. Nhưng mà em thấy con nhà anh gầy quá. Ừ. Con buôn này, con buôn gầy đây về giờ chữa mọng con. Mới được tháng mọng phết. Một tháng thì khoảng tầm thêm mấy ngày nữa rõ hơn. Giờ rõ rồi, mấy ngày này rõ rồi. Hết để về giờ đâu thay đổi lại dinh dưỡng. Ở trước muốn giảm béo cả đàn hay là một bữa cho ăn đạm cá, một bữa cho ăn gà. Bây giờ thích cái cho ăn gà tất thì lại béo ngay cái gì mà. Bọn này thì gần gà. Cho cô ghi nhá. Ăn cho nhiều cơm lên là nó béo ngay mà. Ăn được nhiều. Cơm á? Cơm. Cơm không thiếu. Cơm gà. Cơm gà là béo à? Cơm gì nhà anh cũng thiếu. Mỗi tội là không ăn được. Không ăn hết thôi chứ còn. Cơm thì không thiếu. Cơm thì mẹ tao còn chất đầy tủ lạnh kìa. Quan trọng là mùa này nắng nó không ăn được. Ừ. Anh mình cho ăn đêm. Ta ăn tầm 8 tiếng là tối rồi. Anh tầm đấy tầm 7 giờ. Gà nhưng mà phải là gà có tí mỡ cơ chứ gà nguyên nạc không thì cũng được. Ví dụ như mình mà mua thịt gà không xong rồi mình kiểu kiếm đâu ít mỡ mình pha vào. Thì nó có tí mỡ vào đó. Mỡ là mình pha mỡ lợn thì mỡ gà.